Hôm nay mình đi xe bus đi ra ngoài khu phố Bonsa ở ngoài Phước Lộc Thọ đó. Mình đi cái tuyến đường này là số 35 ở gần nhà mình nè. Đi bộ từ ở nhà ra đây là mất khoảng nửa mai là 10 phút á, thì mình sẽ tới cái trạm xe bus ở chỗ này. Đây là trạm xe bus nè, đó, số 35. Tình cờ mình gặp một cái anh chàng người Mẻ này nè. Ê, amigo, ¿qué pasó? Are you taking the bus too? Yeah, I'm taking the bus today. Yeah. Where are you heading? I'm headed to Catella and Knott. Oh, okay. So are you like a regular bus rider? Yeah, I take the bus regularly, and it's an adventure. It's nice, but at the same time, you know, I prefer to have my own vehicle. But the bus is for United States and all every continent that there is. I'm thankful for the United States that we have local transportation, whether what state. You know, we're in a blessed state called California, obviously. Yes. So, like, right are you getting like a monthly pass or? I got a monthly pass. Oh, okay. So, are you a student? Yeah. Đây là cái vé đi mỗi tháng nè. Oh, 30-day pass, huh? I work and I'm a student. So, your employer pay for you? Yeah, basically, I work. I'm gonna be working at Del Taco and then. That's nice. They pay for the monthly pass, huh? Yeah. Đây là cái ông Mẻ, ông nói là mỗi ngày ông đi xe bus đi làm ở tiệm Del Taco đó, thì cái người chủ nhân cái tiệm Del Taco người ta trả tiền cho mua vé xe tháng mỗi tháng á, cho nên đi xe không có tốn tiền, giảm ô nhiễm môi trường á. Ok, enjoy the ride man, I think the bus is coming right. Yeah, ok, xe bus tới rồi nè bà con, xe này số 35 nha. There you go, I got this. That's good, right? Thank you. Đó, bây giờ lên xe bus rồi. Bây giờ lên xe bus rồi. Hồi nãy mình scan cái thẻ mà mỗi đi một ngày 4,50 đồng á, thì có thể đi hết cái ngày này nhiều chuyến đường khác nhau nha bà con. Ok. Hiện bây giờ mình đang ngồi trên xe bus ở trên đường Phú Khởi đi ra ngoài phố Bonsa Việt Nam mình á. Cái xe bus này là cái tuyến đường số 35. Mình mua cái vé đi một ngày luôn là 4,50 đồng qua cái app của nó đó. Nếu mình mua ở trên xe bus thì là 5 đồng nha. Từ ở nhà đi ra Bonsa là khoảng 25 phút. Đi thẳng con đường đường Phú Khởi tới đường Bonsa là mình xuống. Mỗi lần mà mình muốn xuống cái trạm nào thì mình giật cái dây này nè. Ở đây có cái dây nè, mình giật vô đây là sẽ báo cho ông tài xế biết là ông sẽ ngừng lại cái ngã tư đường á. Khi mình lên xe bus thì mình lên ở phía trên, xuống thì xuống phía dưới nha. Mỗi lần mình muốn tới cái trạm mà mình cần xuống thì mình bấm cái dây này. Mình bấm thì nó sẽ hiện lên cái bảng stop requested ở phía trên kia, thì ông tài xế ông sẽ biết, ông ngừng lại cho mình xuống. Bữa nay mình đi xe bus để mình coi cái sinh hoạt của những người nghèo ở bên Mỹ như thế nào á. Thì cái vé cho một người lớn bình thường là 2 đồng một lần đi nha. Thì nếu mình mua vé ngày thì 5 đồng, còn mua vé tháng là 70 đồng một tháng. Con nít dưới từ 18 tuổi trở xuống là 40 đồng một tháng vé tháng. Bây giờ thì trường học nó đang cho con nít từ 6 tuổi cho tới 18 tuổi được đi xe bus miễn phí. Mình phải vô đó mình điền cái đơn để mình nhận cái vé miễn phí cho mấy em. Bây giờ xe bus nó đang đi ngang cái khu phố Bonsa của người Việt Nam mình, khu này khu Lido Sài Gòn á. Đây là cái chỗ bán xe hơi cũ nè. Từ ở nhà mình mà đi xe bus ra cái góc đường Phú Khởi với lại đường của Bonsa là mất khoảng 30 phút, từ 25 tới 30 phút. Trong khi mình lái xe là nhanh nhất cũng là 20 phút. Tốn 2 đồng thì nó đỡ ô nhiễm môi trường nha bà con. Ok. Bây giờ mình đi khoảng 20 phút thì bây giờ xe bus nó đặt tới cái khu của người Việt Nam mình á, trên đường Westminster với đường Brookhurst. Thấy trên xe bus này nó cũng có quảng cáo bằng tiếng Việt nè. Ở trên đó là cái quảng cáo bằng tiếng Việt ghi là tiết kiệm
40% với vé Welcome Pass của xe bus. Ok. Ở bên đây cũng là cái quảng cáo bằng tiếng Việt. Bây giờ xe bus nó đang đậu cái trạm góc đường ngã tư Book Cross Westminster. Hai bên đây là khu phố Việt Nam mình với nhiều hàng quán. Đây là cái người đi xe bus là người ta bỏ tiền vô đó. Khi bỏ tiền cắt hoặc tiền giấy thì mình sẽ bỏ vô đó. Người ta chỉ nhận tối đa là 5 đồng thôi nha. Cái giấy 5 đồng là lớn nhất. Hoặc mình mua vé ngày, vé tháng, vé năm á, thì mình scan bằng cái phone của mình đó. Giống như nãy mình scan á. Đó. Cái máy ở phía trước bên tay phải là cái máy mình scan cái mã, cái barcode đó để mình mua vé ngày bằng bằng cái phone của mình. Thì chỉ có 4 đồng rưỡi thôi, thay vì 5 đồng lên đây trả tiền vô cái thùng đó. Bây giờ xe bus cũng tới cái chỗ đường Haza với đường Phúc Hớt rồi. Mỗi cái ngã tư là có trạm xe bus nha bà con. Mình thấy nếu mình đi bằng xe của mình á thì cái khoảng thời gian nó cũng giống vậy à. Cũng không có nhanh hơn xe bus chút, nhanh hơn khoảng 5 phút à. Đó, phía trước là đường Bonsa rồi đó. Nãy giờ mình ngồi mới có 25 phút là tới đường Bonsa và cái nơi mình cần phải đi đến đó. Bây giờ mình sẽ xuống cái góc đường đó, mình giật cái dây này nha. Ok, giật cái dây này nè. Thì nó sẽ hiện lên cái bảng stop request ở trên đó. Ông tài xế ông sẽ ngừng ở bên phía bên kia cái ngã tư. Stop request đó. Rồi mình vừa mới xuống khỏi cái xe bus. Ở đây là góc đường Phúc Hớt với lại đường Bonsa ở phía trước mặt. Đây là cái xe bus tuyến đường số 35 nha bà con. Bây giờ mình tới khu phố Bonsa của người Việt Nam mình ở Lý Đô Sài Gòn. Bây giờ cũng mới có chưa tới 9 giờ, cũng còn sớm lắm. Mấy hàng quán người ta mới lục đục, người ta bắt đầu người ta mở cửa thôi à. Đây là con đường. Bây giờ mình đang đứng ở ngã tư đường Magnolia với đường Bonsa để đón cái chiếc xe bus số 33 đi về nhà mình. Đây là cái tuyến đường số 33 đi thẳng cái đường Magnolia đó. Khoảng 20 phút là sẽ về nhà mình ở hướng đó. Rồi, xe bus tới rồi nè bà con, bây giờ lên xe bus nha. Đây là chuyến xe bus số 33. Ok, rồi lên xe bus rồi. Tới cái trạm ở trên là mình xuống à. Xuống là đi bộ về nhà mình khoảng nửa mai nữa là tới. Rồi bây giờ mình xuống cái trạm xe bus này ở ngay gần nhà mình. Đó là xe bus số 33 đó, giờ đi bộ về nhà khoảng nửa mai nữa.